Xin chào mọi người, ngày hôm nay sẽ là thử thách ăn món lạ. Đây, như mọi người nhìn nha, nhìn vào bịch đây. Đây lại là món gì? Không ai biết. Hình dáng gì đây? Không ai hay. Giờ bây giờ quay qua nhân vật chính của ngày hôm nay. Xin mời cô ăn thử. Đấy, đầu tiên là bóc. Thôi, cái cảm giác nó như thế nào ạ? À? Cứng hay mềm? Nói chung thì nó rất là mềm, mềm và mềm. Nó rất là hình tượng mà nó hơi nhão nhão mà nó đen đen mà nó không phải đen đen mà nó rất đen, nó đen thùi lùi, nó đen xì. Dạ bây giờ cô kêu tôi ăn có cái gì chứng minh được là nó ngon hay không? Cái này ăn được ăn là không chết đâu. Mọi người nghĩ đây là cái gì? Món lạ, món mềm. Mọi người tôi sẽ thử, cho thấy mùi vị thì cũng được. Chưa được. Ăn mà sao biết gì? Mùi cũng được. Mùi gì cô? Mùi thơm đậm. Hóa ra đây chỉ là bánh mè đen truyền thống của Hàn Quốc. Xin quý vị đến Seoul hãy tìm mua bánh, nhưng nên nhớ không được bỏ vào bịch ni lông, bởi vì nếu bỏ vào bịch ni lông qua một ngày nó sẽ y như vậy thì chúng ta sẽ không thể làm quà được. Bởi vì quý vị hãy nhìn thử xem, đây là cục thứ hai, đây là cục thứ ba, và đây là cục thứ tư. Nào, có một điều rất là đặc biệt, chỉ vì ăn xong chưa hết tươi chị biết ngay.